Kính thưa quý vị, với mong muốn giúp mọi trẻ em Việt Nam đều có cơ hội được làm bạn với sách, vừa qua Quỹ Bắc Cầu đã phối hợp cùng Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức tuần lễ sách kết nối E-Home Week Nhật Bản. Đây cũng là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Chủ đề xuyên suốt tại tuần lễ sách E-Home là các hoạt động về sách và đọc sách dành cho trẻ em. Với 100 bộ truyện tranh E-Home gồm bản gốc tiếng Nhật và bản dịch tiếng Việt được trưng bày tại sự kiện, ban tổ chức mong muốn nhiều trẻ em tại Việt Nam được tiếp xúc với dòng sách E-Home nổi tiếng của Nhật Bản chuyên dành cho lứa tuổi từ 0 đến 6 tuổi. Do đó, thông qua tuần lễ sách, trẻ em Việt Nam sẽ có cơ hội được tiếp xúc với E-Home, góp phần khai mở trí tưởng tượng và sáng tạo cho trẻ em. Thế giới của những câu chuyện chính là cái thế giới tưởng tượng cho mỗi đứa trẻ, xây dựng cái cội rễ cho tâm hồn của con người, của các em thiếu nhi. Gần đây, E-Home cũng trở thành một người bạn rất thân thiết của trẻ em Việt Nam. Đấy là một cái minh chứng cho việc là những người bạn Nhật Bản đã đến được với người bạn Việt Nam. Thực ra là trẻ em Nhật Bản với trẻ em Việt Nam ở một nghĩa nào đấy đang nói chuyện với nhau qua những trang sách. Thì đấy là một cái E-Home đã trở thành cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tại đây cũng đã diễn ra các buổi đọc truyện cho bé và các hoạt động liên quan đến sách, qua đó giúp các phụ huynh có sự so sánh rõ nét và có thêm góc nhìn về thế giới sách dành cho trẻ em, đồng thời khuyến khích trẻ em thêm yêu sách, yêu những bài học nhẹ nhàng sâu sắc mà các cuốn sách mang lại. Đặc biệt, việc trò chuyện giữa cha mẹ với con cái trong suốt buổi đọc sách cũng sẽ góp phần gắn kết tình cảm gia đình, giúp trẻ em phát triển trí tưởng tượng, hình thành thói quen đọc sách từ nhỏ. Rất lâu rồi mới có sự kiện hay như thế này. Tại đây tập trung rất nhiều đầu sách E-Home nổi tiếng. Hôm nay tôi đọc cho con mấy cuốn như Xưởng Bánh Mì, Ngày Tôi Trở Thành Mẹ, Guri và Gura. Vì cả ngày bận rộn rồi nên thời gian đọc sách luôn là thời gian cả mẹ và con được thư thả cùng nhau, hỏi nhau những câu chuyện liên quan đến cuốn sách. Đây là khoảng thời gian rất quý giá với cả mấy mẹ con. Cái chương trình này thực sự là rất là ý nghĩa và bổ ích cho các bé, nuôi dưỡng và khơi gợi cái tình yêu đối với sách. Và đặc biệt là cái chương trình này mang tính chất là giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam, Nhật Bản thì mình có nhiều cơ hội hơn để hiểu thêm về cách mà người Nhật dạy con cũng như là văn hóa của người Nhật trong việc duy trì những cái thói quen tốt cho con. Nhiều đầu sách của các tác giả Việt Nam cũng được trưng bày tại đây, như Mái Nhà Trên Thảo Nguyên của nhà phát hành sách Lion Books, Mật Ong và Cà Phê của tác giả Nguyễn Bảo Châu hay Tạm Biệt Bà Ngoại của tác giả Hoài An. Tuần lễ E-Home Week diễn ra đến hết ngày 22 tháng 10 tới đây tại Đại sứ quán Nhật Bản, Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội.